Quý vị đọc Pháp Uẩn Túc Luận trang số 275. Hình như nay trời lạnh sao nhà ngủ bớt hay sao? À, bệnh quá ha. Bệnh là một lý do chính đáng. Người bệnh thì là một lý do chính đáng, nhưng mà tâm bệnh thì không ổn. Tâm bệnh thì phải ráng đi học nên nó bớt bệnh. Khó hiểu nhất là hành từ vô lượng. Khi chúng ta học ở trong bài bốn vô lượng tâm này, chúng ta thấu hiểu được hành từ vô lượng thì hành bi, hành hỷ và hành xả chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết được. Thầy dẫn dắt lộ trình đến hành từ vô lượng cho các vị nghe trở lại. Chúng ta bắt đầu từ việc quy y tam bảo, tức là chúng ta phát cái ý nghĩ, phát một lời thệ nguyện là từ đây về sau con nương tựa tam bảo. Mà chúng ta đã biết nương tựa tam bảo có hai phần, một phần sự và một phần lý. Phần sự là chúng ta tôn thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nương tựa pháp là chúng ta phát nguyện học hỏi giáo pháp và lời dạy của Ngài. Đây gọi là pháp. Còn nương tựa tăng là những bậc trí, tức là những bậc thánh tăng, là những cái vị tăng thông hiểu Phật pháp, gọi là tăng bảo, chứ không phải tăng hòa kính. Tăng hòa kính là người xuất gia họ làm tăng, nhưng mà họ chưa có hiểu, cho nên mình nương tựa họ, họ không có gì chỉ cho mình hết. Hả? Thành ra mình không có nương tựa được. Nên chỗ này phải nhận thức rõ. Như vậy thì về sự, về lý thì căn bản là chúng ta nương tựa vào cái tánh nhận thức của mình, cái tánh biết của mình. Cái đó là quan trọng nhất. Về lý á, cái tánh biết trong lòng mình chính là Phật. Và gì? Và nhận thức được lẽ phải, lẽ trái của mình á, làm theo cái lẽ phải, không làm theo lẽ trái, đây gọi là pháp. À. Và tên tức là gì? Là sự an ổn, trở về với nội tâm an ổn, không có sống với cái nội tâm giận dữ, nội tâm buồn phiền, nội tâm chán nản, những cái yếu tố như vậy thì chúng ta đã nương tựa vào tăng. Như vậy chúng ta hiểu tăng lý sự rõ ràng. Như vậy thì chúng ta nương tựa vào tam bảo, cả sự và cả lý một cách rõ ràng, và bắt đầu chúng ta vạch cho mình một lộ trình sống. Lộ trình sống này bằng năm giới. Vì sao? Bởi vì giới tức là con đường, là sự hoạch định để chúng ta nương khởi tâm mình đi theo hướng đó. À, như vậy thì năm giới. Và chúng ta sống với năm giới. Chúng ta sống với năm giới là chúng ta phát nguyện dừng ác, làm lành. Và chúng ta cứ làm hoài như vậy thì chúng ta cũng có cái niềm vui ở trong đời sống là dứt ác làm lành. À, và chúng ta tập viễn ly điều ác, không nghĩ điều ác, không nói lời ác, không làm điều ác. Thì đây gọi là ly sanh. Và ly sanh chúng ta sẽ có cái an vui ở trong an lành, gọi là hỷ lạc. Cho nên gọi là ly sanh hỷ lạc địa. À, nắm chưa? Rồi, ngoài ra, ở trong công phu hàng ngày, chúng ta tập trú tâm vào một điểm, chẳng hạn như là hồng danh của Phật, hoặc là tập trú tâm vào câu chú, hoặc là tập trú tâm vào hơi thở, trú tâm vào chỗ nào đó là tùy mình. Hồng danh Phật, hồng danh Bồ Tát, hay là bất cứ cái gì. Hoặc là quán tưởng hoa sen, quán tưởng tướng tốt Phật, hay là một cái phương pháp quán. Như vậy thì chúng ta tập trú tâm qua đó gọi là tập định. À, và ngồi cái ly sanh hỷ lạc sơ địa sơ thiền, chúng ta tập vô cái gì? Cái nhị thiền, tức là định sanh hỷ lạc. Ở trong sự định sanh hỷ lạc này á, thì cơ thể chúng ta càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng mát mẻ, bởi vì tâm ý chúng ta nó được lạc quan, được phấn khởi. Ví dụ như chúng ta bệnh thôi mà chúng ta phát nguyện là chúng ta làm cái gì đó, chỉ nói là chúng ta bệnh mà tâm hồn chúng ta lạc quan thì cái bệnh nó cũng nhanh bớt.
Như vậy rõ ràng là tinh thần nó có tác động tới thân xác. Thành ra nhờ cái tâm định hoan hỷ đó mà tinh thần lạc quan. Thì tinh thần lạc quan thì thân xác nó cũng lạc quan. Thành ra cái trạng thái mệt mỏi của cơ thể nó không còn. Trạng thái nặng nhọc của tâm nó cũng không còn. Cho nên là thân tâm nó trở nên nhẹ nhàng. Mặc dù công việc vẫn như vậy, mỗi thứ vẫn như vậy, nhưng tâm chúng ta mở ra tới đâu thì mình an lạc tới đó. Nhưng mà trong trạng thái đó mình sẽ thấy khác. Trong một ví dụ, chúng ta thấy cái sự khác biệt của người học Phật và dụng ý này. Vừa rồi á, thì thầy muốn mở ra một cái đài truyền hình, chỉ cần một cái đường link internet riêng để cho nó không bị chi phối bởi những thứ khác, và chúng ta có thể kiểm soát được là cái đồng tiền sử dụng vào đài truyền hình như thế nào cho rõ, hay là mở ra một cái account khác. Thì thầy nghĩ là ở ngồi trước cổng đây nó có cái hộp, và cái hộp đó sẽ có nhiều cái cổng, và tất nhiên là có cái cổng mình chưa xài. Mình nghĩ như vậy ha. Thì thầy mới nói cái anh thợ này á, là sẽ cái hãng á sẽ kéo đường dây từ đó đi vô chỗ thầy chỉ cho được. Thì cái anh này nói là anh không, cách làm của anh không phải như vậy, mà cùng một đường dây đó anh đặt thêm một cái cục nữa. Cái gì? Cục internet là cái gì? Modem. Cái modem, đặt thêm một cái modem, và cái modem đó anh mở ra cái tốc độ cao hơn. Thì một cái modem cũ của mình vẫn bình thường, anh chỉ cần chế ra thêm một cái cổng, và anh mở cái modem thứ hai này với tốc độ cao hơn theo cái yêu cầu của mình, theo hợp đồng mới của mình. Thì lúc bây giờ thầy mới suy nghĩ, thì nó rõ ràng đường dây không thay đổi, chỉ cái modem cũng vậy thôi, mọi thứ vậy thôi, chỉ có nó nâng cái tốc độ bên trong lên thì mọi tác dụng nó sẽ khác. Như vậy rõ ràng là con người mình y chang như vậy, không khác gì hết. Nhưng mà tâm của mình chỉ cần mở ra một cái hướng thì bắt đầu tác dụng nó khác. Đúng không? À, cái đó là, cho nên chúng ta thấy cái tứ đại của Phật trước khi Ngài thành đạo, sau thành đạo nó giống nhau. À, y chang. Nhưng mà trong tâm của Ngài, Ngài mở ra được là khác. Như vậy mình cũng vậy. Mình đừng cho rằng là mình như vậy là mình không bao giờ thành Phật được. Không phải vậy. Thành Phật nó phải gì đó khác hơn, hay là một sự thay đổi nào khác hơn, không phải như vậy đâu. Thành ra ở trên phương diện này á, là mình mở tâm mình ra bằng một cái phương pháp định như vậy, nhưng nó có cái chỗ nguy hiểm là khi trạng thái an lạc nhẹ nhàng của thân và tâm nó khiến cho mình yêu thích, thì cái đó là mình bị nhiễm vô ở trong sở thích đó, thì không bao giờ mình phát triển được nữa, và tâm của mình bị dính vào chỗ này. Thành ra cái tâm mình nó xả bỏ cái chỗ này, cho nên là chánh niệm chánh tri, đứng im ở trong chánh niệm chánh tri thì tự nhiên nó sẽ không quan tâm tới cái an lạc này, không quan tâm tới an lạc này, cho nên nó là ly hí, ly khối cái niềm vui đó, thì nó đạt được cái trạng thái là diệu lạc bồ đề, mà chúng ta gọi là ly hí diệu lạc. Diệu lạc do sự giác ngộ, do sự hiểu biết, tự nhiên người nó vui. Thì cái đây gọi là ly hí diệu lạc. Thì ở trong cái trạng thái mà đạt được ly hí diệu lạc này, thì bắt đầu người này nhập vào gọi là từ tâm định. Hiểu không? Cho nên cái tu từ tâm định nó tới chỗ là tam thiên mới bước vô được. Và ở trong cái trạng thái mà ly hí diệu lạc này, ở trong cái diệu lạc bồ đề này, người này bắt đầu chỉ cần phát khởi cái sự cầu nguyện, làm cầu nguyện thì bây giờ nó có tác dụng. Người cầu cho người ta bán cái nhà, nó bán được. Cầu cho người ta vong dựa, đừng có dựa nữa, đứng lại. Nhưng ngày Minh Phát hồi xưa đó, ma nhập bao nhiêu thầy tới tụng chú tụng này chữa. Bây giờ cái tâm của là đấu đá, cái tâm mình sẽ dùng cái uy lực của thằng chú, của thằng Kim Cang, của nợ cái tụng răng ghê mày, trị mày, dây dỗ mày, nó đâu có ngán. Mấy mà nhỏ nó sợ, còn mà lớn nó đâu ngán đâu. Cho nên là nó cứ tìm cách để chống cự lại. Còn như ngày tới thì nó bảo ngày đứng lên thì ngày đứng lên, nó bảo ngày đi qua thì ngày đi qua, nó bảo ngày đi lại thì đi lại.
Nhưng mà cái oai nghi của Ngài là tịch tỉnh. Cái tâm Ngài luôn dùng cái tâm gì? Hả? Tam thiền, hành từ vô lượng đó. Là thương nó, thương một chúng sanh chấp trước, thương một chúng sanh một cái oan hồn ngang ngược, thương một chúng sanh gây thêm tội lỗi. Cái tình thương, sự che chở, cái chữ đùm bọc, cái lòng bao la này, tự nhiên nó thấy cái ông này sao không có ý đấu đá nó, không có cái ý làm hung làm dữ nó, không có gì hết. Tự nhiên cái nó thấy nó nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng thì cái tâm trí nhẹ nhàng xuống, không sân không hận, thì bắt đầu nói một hai câu nó mới hiểu được. Còn khi nó tức rồi là nó cứ báo thủ thôi. Cho nên đó là lúc bây giờ Ngài cũng chưa nói tiếng nào, tự nhiên nó thấy vậy, nó cung kính, xin hỷ lạc, xin cung kính lại quỳ xuống xin quy y Ngài. Và nó nói ra, nó nói là mấy năm nay có bao nhiêu vị mà bây giờ nó nói là nó thách luôn. Nó thách luôn, nó nói dối có ai cao nhân tới là trị nó đi. Đó, mà nó là ba năm không có cao nhân nào tới nó nổi. Cho nên cái từ bi nó chiến thắng. Cho nên là hành từ vô lượng. Lúc bây giờ nó có cái tác dụng như vậy. Tại các cửa các vị nghe chuyện là ông già nhà quê mà khổ cực chăn bò, mà cũng nhờ cái hành từ vô lượng mà lấy cái mỏ gõ đầu gần đầu người bên giữa là nó bớt hơn. Cho nên cái hành từ vô lượng á đạt ở chỗ đó gọi là nhập hành từ. Như vậy, nhưng mà cái nhập hành từ này ấy, là người này chỉ có đạt được cái chỗ là định lực cho cá nhân của mình. Nhưng mà bây giờ nó chưa vô cái là gọi là gia hành từ. Cái gia hành từ rồi gia hành từ vô lượng nó khác nhau nha. Gia hành vô lượng rồi gia hành từ vô lượng nó khác nhau. Bây giờ đây chúng ta cái chuyện là chuyện gia hành từ gia hành vô lượng là nó chia làm hai phần, một phần là hẹp, một phần là rộng. Thì cái phần hẹp như thế này này, thế nào là gia hành từ tâm định hạng hẹp? Tu gia hành thế nào để nhập từ tâm định hạng hẹp? Như vậy thì thưa quý vị, là gia hành từ hạng hiệp này mình không cần tu phải không? Tại vì sao? Bây giờ nó nhỏ bé quá. Hả? À đúng rồi. À, cho nên là chưa biết đi mà được chạy á, là không có chuyện đó. Cho nên là một người mà mình chưa thương nổi, mà mình nó thương vô lượng thương sao? Không phải đơn giản thế vậy chứ. Mình thương chút mình thấy dữ ghét á. Nó trở đi trở lại. Ở đây có người đối với các hữu tình trong phạm vi hạn hẹp. Ý nói rằng là ở trong phạm vi hạn hẹp là gì? Là nói chung là những người thân của mình. Không cần biết là người thân đó như thế nào, thân cha mẹ, anh chị em, thân gia đình hay là bạn bè hay là một số người quen nào đó, mà mình cho rằng họ là người thân của mình. Những hữu tình này á có cái tính gì? Khả ái. Cho nên mình thấy mình thương họ đó. Rồi khả lạc, khả hí, khả ý. Như là gì? Như cha mẹ, anh em, chị em, bạn bè, thân thuộc nào đó, không có giới hạn nha. Nghĩa rằng là cái đối tượng mà mình thấy mình thương, cái dễ thương, vậy đi. Đầu tiên là bắt đầu mình nương vào chỗ đó trước. Chứ bây giờ mình nói này nghe là mình quán, mình để mình thương một người mà không luôn. Chuyện nói sao? Chuyện nói gọi là còn xưa. Thấy không? Không bao giờ thành công được. Cho nên là tập thương là thương cái người mình dễ thương trước đã đó. Cho nên lý thuyết nó phát rất rõ ràng như vậy. Chứ không bao giờ Phật bảo mình làm một cái gì đó. Ủa, cái người đó hãy tập thương kẻ thù của mình, núi tẩu lao. Làm gì mà làm thành công được. Thù nghĩ tới nó là nó bừng bừng rồi muốn chém giết mà biết thương. Cho nên phải thương cái người mình thương trước đã. Tại sao? Bởi vì cái người mình thương đó là có khi ấy, là họ làm cho mình ghét. À, cho nên là thành ra, nhưng mà có ghét thì có khi cũng thương. Cho nên là nó hên xui vậy. Nó luôn chừng vậy đó. Cho nên là mình mới thở tập được. Cho nên lúc mình thương thì dĩ nhiên là mình thương được rồi. Nhưng mà cái người thương đó có lúc lại cho mình ghét, thì mình lại tập thương cái lúc ghét đó. Tại vì họ là người thương của mình. Đó, do vậy cho nên mình mới tập được. Tại vì cũng là có chỗ y cứ, có chỗ mà bám trụ cho đó, thì mình mới khẩu niệm được. Mình thương thế nào? Mình tập cách suy nghĩ. Cách suy nghĩ thấy vậy là khó, nhưng mà mình tư duy. Mình tư duy chẳng hạn thế này, mình nói cái người này, cái người thương của mình, tại sao họ phải làm những cái điều phi lý như vậy? Phi lý là sao? Không khẩu chứ mình là phi lý.
không hồi chúng mình là phi lý vậy, là mình là Chúa hay sao, là chân lý hay sao? Cẩn thận điều này, đừng cho rằng không hợp chính mình là dĩ nhiên là mình không nữa rồi, nhưng mà đừng cho rằng là không hợp chính mình là đúng hay là sai. Tại vì sao? Bởi vì có khi mình cũng sai vậy, khi mình sai mà mình bắt người ta phải đúng theo, đi theo mình sao được, và họ không theo thì cho rằng họ sai, nghĩa là phi lý rồi, không được rồi. Cho nên là phi lý là chỉ có cái gì so sánh với chân lý. Mà so sánh với chân lý là chân lý toàn diện, chân lý tổng quát, chứ không thể nào so sánh với một cái chân lý hạn hẹp, chẳng hạn như đúng ở mặt này mà sai ở mặt kia. Có một cái ông, có một cái ông thầy nói chuyện thế này, ông nói ngài Quy Sơn, ngài Quy Sơn nói này, ngài hận rằng là không có giữ gìn được Phật pháp. Cái gì vậy? Thì một vị thầy nói với thầy vậy, thầy nghe, thầy nói dạ không phải đâu, con không nghĩ là ngài Quy Sơn nói cái cách như vậy, có thể là do người dịch hay sao. Chứ thì Phật pháp vốn là thanh tịnh, mà không giữ được Phật pháp mình sinh căm hận. Như vậy thì cái lòng căm hận đó đâu phải lời Đức Phật vậy. Nhưng mà cái Phật pháp đó là được vẽ ra theo ý của mình, mà cái gì vẽ ra cái ý của mình nó vốn không có thanh tịnh, không thanh tịnh thì không phải là Phật pháp, mà đó là bản ngã. Như vậy thì mình bắt người ta sống và tu theo cái bản ngã của mình, như vậy đây là ma vương chứ không phải là Phật pháp. Cho nên một ý nghĩa thôi, nhưng mà ban đầu nghe nói thì mình nghĩ rằng có lý, tại vì người này quá cao thượng, vì hận rằng là không giữ gìn được Phật pháp. Cho nên mình nghe nó hay quá, nhưng mà khi phân tích sâu xa vô mình thấy nó khác. Cho nên phải cẩn thận ở chỗ là trái với mình. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy hai trường hợp là mình thương chưa chắc gì là đáng thương, mà họ làm cho mình ghét cũng chưa chắc gì là đáng ghét. Tại vì cái thương hay ghét này nó thuộc vọng tình của mình. Vậy cho nên mình bây giờ không thương không ghét, mà mình mang cái tính là giờ thôi giờ mình không ghét đi, ghét là người tổn hại, cho nên mình tập thương tất cả. Mình tập thương mình cách nào? Chẳng hạn như có một sự quán chiếu vào chân lý, thấy mình sai phát nguyện sám hối, còn thấy người ta sai chưa chiến được thì mình cũng thầm cầu nguyện, mình thầm hỗ trợ, mình thầm chờ đợi, mình thầm hy vọng. Mình ví dụ như một đứa con hư vậy đó, thì người cha mẹ biết nó hư rồi, nhưng mà vì cái tập khí của nó không làm sao được, thành ra người cha mẹ cũng trông chờ, cũng mong ngóng là khi nào đó nó hồi tâm tỉnh trí, ví dụ vậy đó. Chứ mình hoàn toàn không ghét bỏ, không ghét đứt, tại vì đây là Bồ Tát thương chúng sanh như là mẹ thương con đó mà, hữu tình mà, không có ghét đứt. Chứ ghét đứt là vĩnh viễn, mà vì sao? Bây giờ phải độ sanh để thành Phật, chứ không độ sanh là phước đâu mà thành Phật. Thành ra không được rời xa chúng sanh, và cho nên tập thương những người dễ thương trước. Thỉnh thoảng họ có ghét thì bây giờ mình không ghét mà mình thương luôn. Cái đó là bắt đầu phải tập từ chỗ đó trước. Khi cái tình thương này nó vững rồi, thì bắt đầu mình có những cái quán chiếu rất là vui. Ví dụ như một người nói giọng lên, mình thấy mình cũng có thật vui. Mình vui rất hai nghĩa. Là nghĩa thứ nhất á, là mình thấy thương là vì sao? Bởi vì thương sự dại dột của họ. Bởi vì họ đem một cái sự tức giận như lửa cháy, họ đốt thiêu cái phước báo của họ mà họ chẳng hề hay biết. Thầy có cỡ mấy chú ăn cơm buổi trưa, thầy cỡ một cái câu chuyện là có ông chú kìa, đi làm rất là cần khổ từ sáng tới tối, gần như là không có biết ăn chơi hướng xài gì cả, làm để nuôi con, thương yêu vợ nuôi con, và chắc có lẽ rằng thương vợ nhiều lắm mà sao sinh ra 5-6 đứa. Cho nên thật sự là thương, thành ra lo suốt ngày mà làm nhiều tiền, cần mẫn làm. Thằng con lớn lên rồi nó học đại học năm thứ tư, rồi ra trường, rồi nó chở với con người yêu người quý của nó đó, nó tới cái chỗ cái núi đá là người ta nhảy xuống cho nó bảo hiểm ấy. Chắc là thằng con đó đứng vỗ tay theo đó, nó nhảy xuống một cái nó không rớt, bị rớt bờ, nó nhảy một cái bờ sao vãng sanh ha, quyết định đi chôn phải không? Là sao? Như vậy thì tự nhiên mình khổ cực ngày đêm, rồi vung trồng cho cái trống cơm này, rồi nuôi nó, cho nó ăn, cho nó mệt, cho nó đi học, dạy dỗ cho nó,
xong rồi nó lên nháy xuống bật chào. Tức là không có gì nữa, vui thế. Tức là cả một cái quá trình đầu tư như vậy, cực khổ như vậy, xong rồi sao? Bây giờ nó còn đỡ lại cho mình một nỗi buồn. À, nói chuyện với thầy nhắc tới là cái buồn. Đã mấy năm rồi mà thầy hối lại cũng còn buồn. Tự nhiên nó mang cái nỗi buồn trong lòng như vậy. À, chúng ta thấy có tội không? Không. Mình thấy đáng ghét chứ, ngu si quá đáng ghét. Nhưng mà không, mình vẫn thương chứ, tại chúng sanh nó vô minh. Nó làm đường lạc lối, cho nên cái tình thương này á là tập thương những người mình quen biết. Cho nên cái vấn đề này mình tập trước. Như vậy thì ở đây này, ngài nói rằng là trụ tâm câu hữu với từ hạn hiệp. Trụ tâm câu hữu với từ hạn hiệp. Nhưng mà rồi ở trong cái trạng thái đó, tâm tập trung lại một điểm. Tâm là một điểm rồi mới đầu nói thế này, là nguyện cho hữu tình trong phạm vi hạn hiệp được an lạc. Cho nên nguyện cho hữu tình đó, hữu tình kia được an lạc. Chẳng hạn mình có một người bạn họ khổ thì mình mới tập trung lại. Chẳng hạn thế này, mình tập trung lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện Đức Phật từ bi gia hộ cho bạn của con được an lạc. Hả? Mình mới có vừa tập trung lại, cái điện thoại nó reo còn đấy mình nghe. Thì sao? Chưa phải là gì? Là hành từ hạn hẹp. Chưa nhập được hành từ hạn hẹp. Bởi vì nó mới có vừa gom lại cái nó tan mất liền. Thì lúc đó là nó vẫn có rồi, nhưng mà nó mới có vừa tụ lại tan liền. Thì lúc đó mình thất bại rồi. Cho nên cái bước thứ hai, người này phải tiến hơn một bước là gì? Tức là giữ nắm giữ tâm không cho tán loạn, không để rong duỗi theo cảnh khác, mà tập trung vào một điểm niệm an trụ trên một sở duyên, tức là trên cái điều mà mình đang cầu nguyện đó, rồi tư duy đặc điểm của hữu tình ở trong phạm vi này. Bây giờ cái người bạn mình nó như vậy, nhưng mà thực ra nó cũng rất là đáng thương, nó cũng khổ cực nhiều, ví dụ vậy đó, thì mình nguyện như vậy. Và sao mình nguyện cho hữu tình trong phạm vi hạn hẹp mà được an lạc? Tức là ít nhất mình phải có một cái độ tập trung trong một mức nào đó, chứ không thể nào mới thoáng qua một cái có chuyện khác là kéo đi mất. Thì gọi là mình đã nhập được hành từ hạn hẹp là không đúng, mà phải là gì, là một cái khả năng duy trì cái lòng từ mình, không thương cho bản thân mình nữa mà thương cho những người dễ thương, cho những người thân của mình. Như vậy trong trường hợp này, tư duy như vậy phát cần tinh tấn, dũng kiện mãnh liệt, mạnh mẽ khó ngăn, khích lệ ý chí không ngừng. Đây gọi là gì? Là gia hành từ tâm định hạn hẹp, cũng gọi là nhập từ tâm định hạn hẹp. Như vậy thì lúc bây giờ người này đã có năng lực nhập từ tâm định hạn hẹp rồi, mới có nhập thôi chứ chưa xong đâu. Mà vì đấy sao? Với đạo đã sanh như vậy, vị ấy do tu tập nhiều, tức là nhập được như vậy thì phải làm nhiều lần như vậy, giữ gìn lâu ngày như vậy, thì đây gọi là nhập vào gì? Vào từ tâm định, mà gọi là đã nhập vào từ tâm định. Được chưa hả? Phải tập đi tập lại, thuần thục thành một thói quen và kéo dài được nhiều ngày thì mới gọi là đã nhập. Mình vừa mới đọc hướng xong mình lại làm tụng kinh khác nữa, mình đâu có trụ mình đâu. Thì đấy, thế cho nên đâu có trụ đâu. Cái đó không phải là hành từ chứ không phải là nhập từ tâm định. Cái trạng thái mà nhập từ tâm định đó là trạng thái phải dùng một khoảng thời gian đúng rồi, một khoảng thời gian im lặng sâu xa ở trong tâm của mình, thậm chí còn quán chiếu những cái đặc điểm khổ đau mà mình muốn cầu nguyện nữa, hay là cái tính chất tổn thương mà gây ra cho người thân của mình nữa. Như vậy đó, thì lúc bây giờ trong tâm mình á có một cái tình thương. Như vậy thì lúc bây giờ mới gọi là nhập, mà không phải làm một ngày, làm nhiều ngày. Như vậy thì đó gọi là nhập được. Rồi các tâm ý thức, dùng chữ là các tâm ý thức là chúng ta biết ha. Tức là đây là chỉ cho cái gì?
Tâm ý thức là chỉ cho gì? Tâm ý thức là chỉ cho cái thức thứ mấy? Số 18 hả? Hả? Nói tầm bậy rồi. Tâm ý thức là thức thứ 8. Ừ. Cho nên đâu là tâm đó. Mà người ta nói cho đủ là tâm ý thức. Hay gọi chắc là tâm, hay gọi chắc là da. Cho nên khi mà tâm ý thức là chỉ cho cái thức thứ 8 hay là da. Còn cái thức thứ 7 gọi là ý. Vì sao bây giờ nó là sinh diệt không không gián đoạn, liên tục không gián đoạn gọi là ý. Còn cái thứ 6 là do cái ý nó sinh ra, bởi vì cảnh nó chạy vô thì nó tác động với thức thứ 7, nó sinh ra cảnh đấy gọi là thức. Mà chúng ta gọi là, để cho nó dễ hiểu gọi là ý thức là thức thứ 6, còn ý là thức thứ 7, còn tâm ý thức là thức thứ 8. Được chưa? Như vậy thì lúc bây giờ tâm ý thức ở trong định này gọi là tâm câu hữu với từ hạn hẹp. Nghĩa là sao? Nghĩa là ở trong tâm của người này nó chứa đựng cái gì thì cái đó là những cái thứ nó thuộc tính chất của từ hạn hẹp. Trong tâm người này là cái màu sắc của nó là màu sắc của từ hạn hẹp. Và ở trong đó làm ra cái gì, từ đó mà phát khởi ra là cái gì thì gọi là gì? Là cái nghiệp được tạo bởi cái lòng từ hạn hẹp đó. Rồi tất cả những cái lời nói của họ thì cũng thuộc vậy, là cái lời nói của từ hạn hẹp, hiểu không? Hay là họ phân tích cái gì, họ nhận định cái gì cũng là trên cơ sở của từ hạn hẹp. Cho nên quan trọng giới sợ lắm. Cho nên mình biết cái người đó quan điểm tu hành và nhận thức họ tới đâu thì bắt đầu tất cả mọi kiến giải của họ cho dầu hay chừng nào đi nữa thì nó vẫn dừng lại ở cái mức đó. Cẩn thận điều này. Ví dụ như tư duy của một vị Bồ Tát là tư duy từ vô lượng, thành ra cái kiến giải của họ là kiến giải dẫn tới kết quả của gì? Của lợi ích vô lượng. Còn một cái người tư duy vừa từ cho gia đình, thân tộc, những người quen biết của mình thì cái từ này ấy là từ hạn hẹp. Từ hạn hẹp này thì mỗi kiến giải, việc làm, lời nói, suy nghĩ của họ cũng chỉ đỡ mang đến lợi ích cho một nhóm mà thôi. Còn nếu như mà cái tư duy của cái loại người mà chỉ biết rằng từ cho cá nhân mình, tức là bản thân mình thì thương vô cùng, còn người ta thì còn chưa, còn lâu, chẳng hạn vậy thì giống như cái từ đấy là không phải rồi. Đó là một sự ích kỷ chứ không phải là từ. Nhưng thì rõ ràng ở đây là cái màu sắc của tâm, chỗ này nó sẽ cho chúng ta một nhận thức ở trong cuộc sống. Thì có những người nhận thức, họ đứng ở trên phương vị đó thì họ sẽ nhận thức theo chiều hướng đó, không thể khác được. Ví dụ như bây giờ người, tại sao mà diện Phật học của chúng ta không có tôn xưng pháp môn? Vì pháp môn nào chẳng phải là của Phật. Đạo Phật là cái đạo đối trị diệt khổ mà. Như vậy thì chúng sanh sử dụng cách nào để mình diệt khổ là được. Còn bây giờ mình đưa pháp môn lên thì tất nhiên là mình chiếm dụng pháp môn. Và cái gì trái pháp môn đó là chúng ta không thích. Thì chúng ta ngồi thiền là chúng ta cứ chiếm dụng thiền thôi. Còn cái gì mà niệm Phật là chúng ta không muốn nghe rồi, đừng nói là chiếm dụng. À, rồi nó trì chú thì người ta hỏi chú xím thì vớ vẩn. Là mình bác bỏ đi. Họ lấy một số tiêu cực là, tức là một số sai lầm của những người hành trì sai, họ đem lại họ minh chứng, thấy không? Tức là kiến giải của họ vẫn nằm ở mức đó thôi. Còn ví dụ như một cái tâm đại thừa thì một niệm Nam Mô Phật đều trở thành Phật đạo. Bây giờ họ không thành kiếp này mà kiếp khác họ thành. Vì sao? Vì vô lượng kiếp trước cũng đã từng có người Nam Mô Phật mà bây giờ họ đã thành Phật đạo rồi. Trong lý này không thể nào phủ nhận. Thành là tất cả một việc làm cho dầu lợi ích nhỏ nhất họ cũng vẫn hướng đến. Họ hy vọng là vô lượng kiếp kia chúng sanh đó sẽ được phước báo, chứ họ không nhìn cái kết quả nhất thời. Còn mình thì cái giới hạn, cho nên mình chỉ muốn để có cái gì đó hiện ra, không có thì mình không tin tưởng. Rồi tâm mình ấy là bị giới hạn rồi, thành ra cái nghiệp mình nó sinh ra chỗ nào mình sẽ nhận thức ở phương gì đó. Ví dụ như bây giờ mình mong rằng tất cả nước Mỹ này, nơi nào có chùa, nơi đó có trường học, phải như vậy mới đủ số lượng cơ sở, đủ số lượng tăng ni mới dạy dỗ Phật tử. 5 người, 7 người cũng thành lớp học được, cũng dạy được, cũng học được. Và ai cũng hiểu Phật pháp chân chính, và tất cả đều theo sự hiểu chân chính này mà hành động thì có phải đẹp không?
Như vậy thì một nhân lên ba thôi, mà cái ba đó thành chín, mà nhân lớp nữa thì bao nhiêu? Chúng ta thấy trong thời gian có 10 năm, 20 năm Phật pháp nhân rộng khắp nơi. Còn bây giờ nói rằng tất cả mọi nơi đừng có học tới Bồ Đề Phật Quốc này thôi. Như vậy hành từ hàng hiệp thôi. Và cái đó là thất bại. Bởi vì không thể nào một cơ sở của mình có thể giải quyết được tất cả mọi người. Mà như vậy thì không phải là Phật giáo. Còn bây giờ Phật giáo mà theo kiểu Việt Nam mới là hay. Còn theo kiểu mà Thái Lan, Miến Điện hay theo theo Tây Tạng không hay. Nhưng mà tức là phải là Phật giáo. Bản thân Đức Phật Ngài không phải phải nói điều đó, không phải khuyến khích điều đó, do mình tự đặt ra. Như vậy thì ở đây tất cả cái kiến giải của người nào bị mắc kẹt ở đó, thành ra mình không có học pháp môn, nhưng mà vẫn phải học qua, học tất cả để chúng ta thấy tông phái này sẽ thế này, tông phái kia họ nghĩ thế kia, tông phái nọ cái nọ, tức là tông phái đó họ nghĩ như vậy, không phải mình nghĩ. Nhưng cái mình muốn tập theo là mình tập theo nhận thức Đức Phật dạy trong kinh Tạng. Thành ra mình học tất cả các kinh điển. Hồi xưa nhân tội Minh Chánh nói chuyện với thầy, nói là bây giờ tại sao mình không học là từ bắt đầu từ những cái kinh Bali, rồi học qua Hán Tạng, rồi từ Hán Tạng bắt đầu mới thiết lập lên là kinh điển Đại Thừa. Như vậy thì học bắt đầu từ cái rễ lên cái gốc thân ra ngọn lá thì như vậy hay không? Thì lúc bây giờ thầy mới nói từng tội nói thì có hay, tại vì nó có thứ lớp. Điều này một kiến giải không có gì sai, nhưng mà bây giờ Phật tử của chúng ta là Phật tử Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bát Tông, mà bây giờ đem một cái thói quen của Bát Tông bỏ vô một cái góc thì thường tòa sẽ không có một người lắng nghe. Như vậy thì cái giáo trình của ông tòa là nói cho ai đây? Cái lòng thôn đó nó ồ cái này có lý hả? Cái lúc mà bàn giáo trình á, bàn giáo trình nó phải cân nhắc điều này. Thành ra tại sao mà mình á là Đại Thừa có, Tiểu Thừa có, Nam Truyền có, Bắc Truyền có, giáo nghĩa nào cũng có. Đây gọi là gì? Là chì học thập cấm. Là ngôn ngành hết. Ai muốn ăn đậu, ai muốn ăn gì đó ăn đủ thứ hết. Thành ra cái gì cái Phật pháp cũng vậy, nó có cái môn này, có môn kia. Chẳng hạn như giờ có chẳng hạn như là thiền công án, như chúng ta biết ở đây ai dạy thiền công án không hả? Thầy Minh Hạnh là dạy thiền công án, hiểu không? Thầy nói với các vị đâu hiểu gì đâu. Công án là không có hiểu mà là công án chứ. Còn hiếu là sao công án? Công án là gì? Vậy không hiếu gì mới là công án. Các vị thấy vui không? Nếu mình hiếu gì đấy là này con mình có được công an mới. Đó là công án vậy đó. Tức là mình thoải mái, mình học như vậy mình thấy vui không? Mình thấy vui chứ. Cho nên cái hành từ mình là mình thấy lạc quan, mình thấy ăn uống. Còn ví dụ như mình đang ở ngoài cái mình thấy vui vậy, tự nhiên mình vô mình học cái không vui thì mình ra mình không vui, sao mình học sao tài vậy? Tự nhiên mình chưa tu đó là mình vui vậy, mình tu bằng việc nào đấy, tu chi? Do là mình lỗ to rồi, buôn bán có lời thì buôn không thôi, ngồi im có lời ngồi dấu, tự nhiên đi buôn mà lỗ như thế thì buôn chi? Thành ra đây trong cái hành từ vô đường á, nó lợi ích. Rồi bây giờ nói ra thì nói ra thôi, chứ thầy nói thật các vị, bây giờ các vị dối thì báo con của mình, anh chị em mình nó cạo đầu vô chùa hết đi. Sức mấy là họ nghe phải không? Sức mấy họ nghe, mình thông hiểu chưa nghe. Và bây giờ có ông thầy cạo đầu giữ Phật pháp thì cũng được rồi. Không sao hết, cho nên mình nghĩ như vậy. Tức là thầy gợi ý cho các vị có nhiều cách khác nhau để chúng ta có một cách suy nghĩ mà để chúng ta không khởi tức giận. Mặc dù cái cách suy nghĩ đó có thể rằng là nó không có đi được đâu, và có thể rằng là người ta phán biện, người ta nói ồ ai cũng nói như vậy hết thì hỏng rồi, thì người ta nói cờ họ. Nhưng mà mình có cách suy nghĩ để mình tự bảo vệ cái tâm của mình, không để cho sự tức giận nó khởi lên. Đây là bắt đầu là tập hành từ đó. Rồi bây giờ có thể tập thương cái nghịch cảnh là điều thứ hai đó. Và
không dừng lại ở chỗ là một người hay là những cái đối tượng mình thương yêu, mà nó phát triển lên đông tây nam bắc. Như vậy thì chúng ta biết rằng hành từ vô lượng này, nghe không, là không có được, không có cái đối tượng trước mặt. Có một số nhận thức sai điều này. Hồi đó ngài Nhất Hạnh á, thầy nói không biết là ngài dạy sao thầy cũng chưa nghe, thầy không rõ, cho nên thầy chỉ cớ lại thôi, thầy cớ lại cái chuyện nó ngộ nghĩnh thế này nè. Tức là ngày đâu á, là lúc đó ngài có một em bé sợ hãi, và ngài đỡ em bé đang ngồi trong lòng của ngài, ngài nói cái lời an ủi nó, thì đứa em bé là tự nhiên nó hết sợ, nó an ổn, nó thấy nó có cái chỗ dựa. Thành ra ngài nói, nếu như một người mà thực tập được cái tình thương, cái sự vững chãi của tâm hồn, thì khi người khác họ gần mình á thì họ cũng được an ổn theo. Thì về mặt chân lý ấy, nó cũng không có gì sai, nhưng mà ngài đặt cái chữ là thiền ôm. Thì thầy nghĩ ôm thì nó xúc, mà xúc thì làm sao mà thiền. Cho nên á, đàn ông với đàn bà ôm nhau á là chắc chắn là không ổn rồi, chứ mà đàn ông ôm nhau cũng không xong. tức là nó xúc, nó có xúc là nó có cái thọ. Cái thọ đó cho dòng một người bạn trong sáng nhất mức nào đó, nhưng mà nếu như quá thì nó cũng có chuyện khác. Vậy mà bây giờ lên ở trên ở đó trên chùa Pháp Vân, ở trên chỗ Vườn Bình Chánh, thì lúc đó sáng ở chùa Giác Khoa, mấy anh em nói là sáng ông có lên tập thiền ôm không, hỏi thầy vậy đó. Thầy thì thầy không muốn nói giỡn, thầy nói tôi không có rảnh, tôi không thích mấy tới chỗ nào nhiều kìa. Thì các ông thầy không chịu đi, ông thì nói nhất định sáng nay tôi phải đi. Tôi lên tôi chờ ông ngài nói là 1-2-3 ôm mà tôi coi người nào tôi đối ý sẵn rồi. Ông ngài nói 1-2-3 ôm mà tôi nhào rồi tôi ôm. Ông nói vậy đó, ông nói vậy, thầy không hiểu là cái tác dụng. Tại vì sao vậy, cái văn hóa phương Tây họ gặp nhau, họ ôm nhau cũng là cái chuyện nó bình thường, nhưng mà phương Đông á tối nhà người ta ôm vợ người ta quấn chạy không kịp. tức là nhưng mà người phương Tây thì sao, gì tới nhà bạn bè mà nhiều khi đó là cái người bạn vợ mình nó ôm cũng là bình thường bản thôi, nó bình thường không có gì, nhưng mà phương nó quen rồi thì nó không có gì, nhưng mình là thì sao, mình là có chắc chắn như sao lại không được, phải không? Cho nên như vậy thì cái đối tượng mà tập thương yêu kia là cái đối tượng đó, khi mình nhắm mắt lại hành từ này nghe, tức là cái đối tượng không có trước mặt, còn diễn ra theo cách rằng là đỡ một người trước mặt của mình, rồi mình ngồi mình nhìn họ, rồi mình tập thương yêu, cái đó không phải người hiểu về giáo lý này. Cái này thấy rõ ràng từ đâu? Nó từ đâu? Là đây là gì? Là đối tượng tu tập là đối tượng nó không có trước mặt. Vì sao? Bởi vì mình nhắm mắt. Hoặc là gì? Hoặc là đối tượng thương yêu vô lượng thì không cách nào. Không lý nào mình tập trong hết 7 tỷ người và vô lượng chúng sanh chấp hàng cho mình quán sao? Nhưng mà chúng ta biết rằng không có cái đối tượng đó trước mặt, hiểu không ạ? Và trong trạng thái đó là chỉ là tâm thôi. Như vậy thì trạng thái đó mình nhắm mắt, sáu căn không phóng ra nữa, mà cái đây là một cái dạng là suy lý trong tâm mình thôi, hiểu không này? Tại sao? Bởi vì tất cả mọi việc nó bắt đầu từ ý nghĩ. Nếu như ý nghĩ được luyện tập, được nhận thức, được dẫn dắt một cách đầy đủ như vậy thì nó sẽ thường đi trên con đường đúng đắn. Hay là một cái con trâu mà được hướng dẫn nó rồi thì nó đi thẳng trên đường, nó không có ăn lúa mạ người ta. Thì cái hành từ này nó như vậy đó, và mình tập quen rồi thì ra cái nghịch cảnh mình sẽ thương yêu được, hoặc là cái gì đó lớn hơn mình có thể chịu đựng được, bởi vì mình là người đã được huấn luyện. Cho nên cái này á, bởi vậy cho nên tâm của người này trùm khắp pháp giới, và ở trong pháp giới này có một gì, một tí thái dương hệ. Cho nên do tâm người này kiểm soát được một tí thái dương hệ, thành ra người này kết quả cuối cùng là chứng được phạm thiên. Thành một vị tỳ kheo hỏi Phật đó, là con tu con không muốn giải thoát, con muốn làm chủ cái vũ trụ này, cái một tí thái dương hệ này con phải tu cách nào? Thì Phật nói rằng ấy là hãy tu bốn vô lượng tâm, không cầu giải thoát. Còn tu bốn vô lượng tâm thì thân lực của người này sau khi xả bỏ cái mạng thì sẽ được sanh lên cái quốc độ đó. Nó vẫn phải xả bỏ cái mạng ở cái cõi của trời, mà cái cõi mà của dục giới này nghe không? Tại vì cái cảm thọ của dục giới này khác, lên cõi khác sao không nổi.
À, ví dụ như bây giờ hai cảnh giới mình với con chim thôi. À, con chim nó quạt cái nó bay, trời gió nó lượn, còn mình là mình nhảy lên bay như nó thôi. À, xuống là cái thân mình cũng không còn, nên quần áo chắc sẽ trơn hết. Cho nên nó tức là cái môi trường nó khác, cái cảnh giới nó khác, mình làm sao được? Cho nên hai cái môi trường nó khác, mình không tới nào mà mình sống như nó được. Ông ngài Kỳ Bà đó, như chúng ta biết ngài Kỳ Bà, ngài là con của một kỹ nữ bỏ ở ngồi bãi rác, rồi ngài Tầm Bà Sa La mới đi ngang thấy đem về nuôi rồi được 7 tuổi cho vô một cái ông bác sĩ ngày xưa để dạy học theo học bác sĩ. Ông 7 tuổi mà ông học bác sĩ là rất giỏi, ông học một thời gian ngắn ông trở thành một thần y. Rồi sau này Phật bị được bắt ra lên đá đó, chỉ méo chân đó, ông chính là người ban bó cho Phật á. Và phước báo ông lớn quá, cái một thời gian ngắn sau ông chết rồi cái ông sinh lên cõi trời Đao Lợi. Thì lúc đó dần ngày một kiền liên á, có một người đệ tử bị bệnh mà chữa không bớt, thì ngày một kiền liên mới nhớ ông Kỳ Bà, quán chiếu là thấy ông Kỳ Bà sinh ở trên trời Đao Lợi, và ông Kỳ Bà ông cũng biết rằng là tiền thân của ông á, chư thiên Kỳ Bà đó, tiền thân là một người tu như vậy, tức là chư thiên họ có khả năng biết được tiền kiếp của họ một kiếp, còn đời thích thì biết 7 kiếp, chư thiên nào cũng biết là kiếp trước của mình từ đầu mà vào đây, chỉ có con người chúng ta thì không biết, nhưng mà chư thiên họ biết hết, khả năng của họ, trí của họ như vậy mà họ biết hết. Thì lúc đó ngày một liên dùng thần thông lên thì lúc đó ông Kỳ Bà cũng đang được chơi, cái ông thấy ngày một liên, cái ông giơ tay ông chào vậy, phá vậy ông đi. ngày một liên khó chịu. Ngày một liên ông nóng tính lắm, không khó chịu, cái ông dùng thần thông chặn đầu lại đi không được nữa. Cái là ông nói người ngày xưa ở cõi ta bà, ta là trưởng lão, còn ngươi là cái người hậu cận, giờ gặp ta không có thi lễ, gặp ta còn không chén trao hổ gì cả, phá tay đi rồi sao? Tức là mối đó thôi mà chết lên đó. Tại sao bây giờ ông nói thật, ông nói bà tôn giả là cõi trời nó có quá nhiều thứ vui mà con đang được chọn. Con không có thời giờ đứng nói chuyện với tôn giả, không có thời giờ, con không muốn. Đó, cho nên cái cõi trời nó vui sướng như vậy đó, mới kiếp trước thôi là nhìn ông đó là biết ông đó là bậc thầy của mình nương từ theo ông tu nữa mình về đây, nhưng mà giờ mình đang trong vui quá thì ông tới sợ ông làm phiền cho nên phá tay là sợ đi. Đó, thì lúc bây giờ là ngày một liên mới sau đó ông mới xin lỗi rồi mới hối này kia, thì ngày một liên ta lên đây để hối cái bài thuốc á, thì ông mới chỉ ra cái bài thuốc mà ông Kỳ Bà này á, văn hóa Ấn Độ mà nó truyền sang tới Thái Lan á, bây giờ ông thần Kỳ Bà á, cái bài chú của ông ca ngợi tán thán cầu nguyện ông ấy biến thành một câu thần chú, mà không hiểu sao là có nhiều người họ tin tu câu thần chú đó, họ đọc một số bệnh đang y nó bớt. Thì sau này các vị có muốn thầy dạy ra cái câu chú đó là cái chú cầu sức khỏe đó, là toàn bộ người Thái Lan là khi mà Phật giáo mà họ cầu sức khỏe là cầu Kỳ Bà hả? Vậy hả? Thì cô đang bệnh phải không? Đó, đó là hành từ không phải là vô lượng. Tại vì Phật pháp đại chúng thế này mà không nói cho học Phật pháp mình dạy cho hành từ của mình ấy. Như là mình hả? Mình biết rồi, nhưng mà điều nên là cái này dạy lúc khác, bây giờ đang tập cho nói mà. Cái này là khác chứ. Như vậy thì chúng ta thấy không, tức là trong Phật pháp nó có những điều rất là kỳ diệu mà chúng ta học chúng ta mới hiểu được là cảnh giới nó rộng rãi bao la, để chúng ta không giữ tâm mình ở trong một cái quốc độ nhỏ bé nữa. Như vậy thì ở đây nhà Phật nói rằng là nếu như có chúng sanh nào mà tu tập từ cái tâm định hạn hẹp trước nha, cái tâm định hạn hẹp trước nó cái tâm này nhé là nó gì, nó tùy thuận, tức là cái tâm tùy thuận á là cái tâm nó thường sinh hoan hỷ, còn thiếu cái sức tùy thuận là phiền não sinh ra. Tùy thuận tức là tùy vào đó mà mình lướt qua khỏi phiền não, tùy vào đó mình lướt qua cho xong việc. Tâm tùy thuận này nó nhiều thứ lắm, nó nhiều thứ, nó nhiều cách hay lắm, mà có khi mình quên mất tùy thuận thì mình cũng muốn dừng lại,
mình cũng muốn khẳng định lại thì nó lại sinh phiền não khác. Cho nên tâm tùy thuận rồi điều phục, nếu như có cái gì sinh ra thì mình tập điều phục nó, rồi tịch tỉnh, tức là cái tâm nó đi vô cái chỗ vắng lặng, điều phục không còn gì hết gọi là vô chỗ vắng lặng, rồi tu luyện như vậy nhiều lần ha, là sáng ra bắt đầu quán chiếu, tu tập công phu phải quán chiếu là từ sáng tới tối. Chẳng hạn như bây giờ mình làm được bao nhiêu việc thiện, việc tốt, rồi mình tập công phu, rồi mình tập hồi hướng. Hồi hướng là cũng như là một dạng hành từ đó. Hồi hướng, nói chung là mình tập đi tập lại một ngày nhiều lần, và nhiều ngày như vậy, lâu ngày thành thói quen. Thì ở đây gọi là làm cho cái tâm ấy thành chất trực, nhu nhiếp. Chất trực tức là nó đi thẳng một đường, nó thuần như vậy. Nhu nhiếp tức là nó mềm dẻo, nó nhẹ nhàng, nó sâu xa. Rồi nó kham ninh, tức là nó có thể chịu đựng được. Kham nhẫn đó là khả năng chịu đựng được đó. Làm chỗ ý chỉ cho thánh định sâu, tức là phải dọn cái tâm sạch sẽ như vậy thì cái định sau đó nó mới sinh được. Còn cái tâm mình chưa dọn được thì chắc chắn là không thể nào thành tựu được những định sâu. Nhiên hậu dần dần cho thánh giải biến mãn phương Đông, phương Tây, phương Đan, bát mười phương. Như vậy thì lúc này cái thánh giải tức là cái tâm lúc bây giờ nó biến mãn. Như vậy thì việc tu tập là nhanh hay chậm, đó là do quá trình đầu tư công phu chúng ta, sự siêng năng, sự luyện tập, tâm ý lâu ngày thành thói quen. Lý thuyết là một chuyện mà thực tập là chuyện khác ha. Phải cố gắng chứ không thì không thành đâu. Và cái tâm này nó phát triển lên, nhưng mà nếu như nó vừa phát triển lên số lượng đông vậy á, thì nó không có giữ được lâu, mà nó bị rong ruổi theo cảnh khác. Thì đây chưa phải là vô lượng, nó vẫn còn nằm ở trong hạ nghiệp, hiểu không? Hành từ hạ nghiệp chưa phải là hành từ rộng rãi. Nhưng nếu vì đó nắm giữ tâm cho đến không tán loạn, không đỡ rong ruổi theo cảnh khác, khiến cho tập trung một điểm niệm an trụ vào sở duyên, tư duy các đặc điểm của vô lượng hữu tình, tư duy các đặc điểm của vô lượng hữu tình. Câu này chúng ta phân tích các đặc điểm của vô lượng hữu tình. Một con người là một đặc điểm, mà nhiều người là nhiều đặc điểm, mà vô lượng là vô lượng đặc điểm, mà loài người khác với loài vật, mà vô lượng loài vật cũng có vô lượng đặc điểm. Cho nên từ một yếu tố mà đi qua vô lượng nó phức tạp không? Nó là cả quá trình tiến bộ dễ sợ lắm, chứ không phải là một số một chiều mà thành tựu được. Rồi nguyện cho vô lượng hữu tình được an lạc, tư duy như vậy phát cần tinh tấn, không khích lệ, không ngừng nghỉ. Đây gọi là gì? Là gia hành từ, hay là hành từ định vô lượng, tâm định vô lượng. Gia hành, chữ gia hành tức là thêm vô, ngày một thêm vô, tăng trưởng lên. Gia hành cũng gọi là gì? Là nhập từ tâm vô lượng. Và sao? Và đạo đã sanh như vậy, tức là con đường đã sanh như vậy ở trong tâm của người ấy. Vị ấy tu tập nhiều lần khiến cho này, cái tâm này á, nó trụ, nó đánh trụ, nó cẩn trụ, an trụ, nhất thú đánh trì, không phân hai, không lui sụp. Như vậy thì thành tựu viên mãn thì trạng thái đó gọi là gì? Là đã nhập từ tâm định vô lượng. Và tương tự như vậy, những gì mà người này làm ở trong trạng thái này thì đây là trình độ của một người gì? Thành tựu được á, là tư duy về cái gì? Và từ vô lượng. Rồi thánh giải của họ là cũng thánh giải và từ vô lượng. Nghiệp thức của họ cũng là nghiệp thức của từ vô lượng. Tất cả nó đi lên một lớp khác. Đây là một điểm rất khó phân biệt á. Khi làm một việc, ví dụ như thầy nói thật sự, bây giờ chúng ta thấy này, chúng ta cần làm một cái đài truyền hình. Vì sao? Bởi vì chúng ta cần phải trợ duyên cho nhiều người học Phật khác ở tại nhà. Mục đích của chúng ta là như vậy, chính là như vậy. Ban đầu người ta chưa hiểu, nhưng nếu như mình làm tốt thì họ sẽ hưởng ứng. Mọi người sẽ biết tận dụng phương tiện này. Rồi trên cơ sở đó mình phổ biến cho mọi người thấy được cái chương trình mình đang sinh hoạt và cái lợi ích như thế nào.
để mình giới thiệu một cách xác đáng của những gì mình đang làm. Như vậy thì hay là mình đem những cái thông tin tốt lành của Phật pháp mình truyền bá. Nhưng mà thì rõ ràng cái đây là không phải là lợi ích cho đạo tràng của mình, không, cũng không phải là cho cá nhân của ai hết, mà là cho lợi ích số đông. Như vậy đây là cái biểu hiện và cái tư duy là tư duy của hành từ vô lượng. Cái tư duy như vậy đó, làm mọi việc để cho nó thành tựu như vậy là tư duy hành từ vô lượng. Còn nếu như biến cái đài truyền hình này thành một cái khai thác danh lợi cho cá nhân hay là một nhóm nhỏ, thậm chí là một ngôi chùa thôi, thì đây là gì? Đây là hành từ hạn hẹp. Còn nếu như mà thực sự mà cá nhân mình thôi thì cái đó là ích kỷ rồi, cái này không phải tu đâu. Nhưng mà hạn hẹp là mình cũng không muốn rồi, đừng nói chi là ích kỷ cá nhân, phải không? Thành ra tại vì vấn đề là sao? Tức là vấn đề là mình biết rằng tứ đại này nó hủy hoại, mình không có gì mang theo. Trong lý mình xác định như vậy, tại sao mình không dùng hết cái năng lực sẵn có của mình, những cái gì có thể làm được của mình trong kiếp này, biến nó thành phước báo vô hình để nó trang trải trong tâm của mình. Và cái tâm đó nó sẽ dẫn dắt mình, cho dù chưa giải thoát đi nữa thì cũng đi trong một cái quốc độ hết sức an lành. Ở đâu cũng có sự nâng đỡ, ở đâu cũng có đầy đủ cái phước báo. Chúng ta gặp những chướng duyên đa phần là do chúng ta thiếu phước báo. Nếu chúng ta mà đầy đủ phước là chúng ta không phải như vậy. Thế hạn như cái đài truyền hình vậy rồi, tao nói thật sự các vị á, là hồi đó nghĩ lại có khi mình cũng có chút phước. Tại vì đơn giản thôi, là đầu tiên là người ta cái giá của họ ký là một tháng 20 ngàn. Đầu tiên lẽ ra ngày 1/8 thì ký cái contract đó, là cái hợp đồng đó là một tháng 20 ngàn, và thầy cũng phải trả thêm là 30 ngàn cái tiền mà người ta nợ nữa để mình có được cái kênh đó. Như vậy thì cái kênh đó, như vậy thì mình phải chia ra là 1 năm 270 ngàn. Nhưng mà họ nhào vô, họ dành, họ giật, họ hóc khủi mình không ra hết. Rồi cái rốt cuộc ấy, họ dành mất cái rốt cuộc. Bây giờ mình cũng có cái hợp đồng, cũng có cái đài truyền hình, chức năng cũng ngang nhau, mọi thứ cũng như vậy, mà mình tốn con 520 ngàn. Như vậy thì họ rước mình mất 150 ngàn. Không, 230 ngàn. Thầy nói nào? Không có, thầy nói 1 ngày 700 thôi. Tại vì 30 ngàn á là khi nào chúng ta đầu tư nhiều chương trình. Ví dụ như chúng ta mướn xuống công viên, chúng ta thuê phim, chúng ta mua tin tức, rồi chúng ta có những chương trình gì khác nữa, thì cái chi phí cho con người, chi phí cho chương trình á, thì nó đắt hơn. Thì bao nhiêu cũng không đủ, nhiều khi có 100 ngàn. Nhưng mà cái vấn đề của mình là tất cả là người làm việc cho mình đều là những người phát tâm phát nguyện, và chi phí cực kỳ là đỡ tốn kém. Tại vì mình làm là đỡ mình làm Phật pháp. Thành ai, cho nên thầy nói là làm đài truyền hình không phải để đáp ứng cái sở thích và nhu cầu cho người khác, khiến cho người khác thương cái đài của mình. Mình là làm cái việc là phổ biến và giới thiệu chương trình của mình, chứ không phải là đi làm cho người ta thương mình. Tại vì làm cho người ta thương mình, đôi khi đó người ta thường coi, người ta thường ớ, thường coi thường ớ, thì có nhiều khách thì sao? Thì mình giữ được người coi, thì mình có quảng cáo nhiều thì mình lấy tiền nhiều. Còn bây giờ mình không có cái chương trình này, cho nên á, cách mình làm nó khác người ta. Thành dẫu sao nữa thì mình vẫn hướng cái tâm mình vào cái quốc độ gọi là hành từ vô lượng. Như vậy nói tóm lại, từ con đường quy tâm bảo dẫn tới làm thiện bỏ ác, rồi dẫn tới tập công phu hàng ngày, rồi dẫn tới nhập chỗ tam thiền được, rời khỏi những cái an nhàn bình thường đi, mà có được cái niềm vui gọi là thắng lạc bồ đề. Từ đó mà bắt đầu phát khởi là nhập chỗ từ tâm, nhập chỗ từ tâm định, rồi bắt đầu gia hành từ hạn hẹp là ở trong số đạo tràng của mình, trong những người mình thương yêu, rồi rộng ra là gia hành từ vô lượng đến quốc độ chúng sanh trong pháp giới, và làm cho nó biến mãn khắp mười phương. Như vậy chúng ta đã thành tựu công phu là hành từ vô lượng. Chúng ta dừng ở đây. Như là Phật đêm công ơn này.
Yeah.